Ui, đây là xe bê tông nhưng mà xe rất là bẩn nha. Các bạn nhìn nè, đấy cát bụi bám vào xe, chà chà bẩn quá. Xe đi công trường về mà bẩn ghê đi được. Bây giờ phải đi cọ xe nha, chúng ta sẽ đi cọ xe. Đến chỗ cọ xe rồi. Xe ô tô máy cẩu cũng ở đây hả? Chà chà, ô tô máy cẩu hôm nay cũng bẩn. Chà chà. Toàn đất cát bám ở trên người thôi. Bẩn quá. Nào, ô tô máy cẩu cũng cọ xe à? Nhưng mà ô tô máy cẩu sẽ cọ trước. Bởi vì đến trước. Ô tô trộn bê tông sẽ cọ sau. Ô tô trộn bê tông đứng ở đây nhá, đứng đợi đây nhá. Vặn vòi nước. Nước vào đây, vào cái cầu này. Nào, bỏ cái bánh đi. Cọ cái kính nào, cọ gầm trước nào, cọ cái sau nào, đấy là quay đấy, mọi người nhìn này, nước chảy làm bánh quay đấy, nước chảy làm bánh quay, chảy ra, ui, bánh quay tít quá, ôi, nước chảy làm bánh quay tít hò. Sạch rồi. Bây giờ đến lượt tô trộn bê tông nha. Bây giờ tô trộn bê tông lại đây. Nào, vặn nước. Bao nhiêu là đất này, nước bỏ ngòm nha. Cái bồn đi nào, chuẩn bê tông. Nào, bỏ kính, bỏ nóc xe, bỏ kính đằng trước nè, gầm trước, gầm sau, bỏ bánh nào, bỏ bánh nữa nào, bánh quay. Sạch chưa nào? Sạch rồi. Xuống đây nào. Cắt nước đi. Đó, vậy là cả hai xe đã được cọ sạch rồi nha. Chúng ta đi trở lại công trường thôi.
chào tạm biệt các bạn nha. Chúc các bạn vui vẻ. Các bạn nhớ đăng ký để xem những video mới nhất của chúng.